Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của pháp môn giải thoát không, như thật rõ biết tướng thật tế của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của năm loại mắt, như thật rõ biết tướng thật tế của sáu phép thần thông thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát như thật rõ biết tướng thật tế của mười lực phật như thật rõ biết tướng thật tế của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của Pháp không quên mất, như thật rõ biết tướng thật tế của tánh luôn luôn xả, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của trí nhất thiết, như thật rõ biết tướng thật tế của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của tất cả Pháp môn Đà La Ni, như thật rõ biết tướng thật tế của tất cả Pháp môn Tam Ma địa thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của quả dự lưu, như thật rõ biết tướng thật tế của quả nhất lai bất hoàn A-La-Hán, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp như như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát như thật rõ biết tướng thật tế của quả vị độc giác thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn